Chào đón tất cả quý vị cũng như lời chúc sức khỏe tất cả quý vị ca khúc Nắng Có Còn Xuân. Xin mời quý vị cùng lắng nghe và thưởng thức. Và xin mời các vũ công của chúng ta lên sân khấu đi ạ. Trong buổi tối ngày hôm nay, xin gửi lời cảm ơn rất nhiều tới tất cả quý vị bà con nhân dân, các kíp âm thanh và ánh sáng. Xin chúc quý vị có một buổi tối thật là ngủ thật là ngon. Xin chúc quý vị tràn đầy sức khỏe và an khang.